Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với luật sư SDVN. Đối với các bậc phụ huynh thì việc đặt tên cho con chưa bao giờ là dễ dàng cả. Bởi cái tên chính là món quà đầu đời, là mọi tâm tư tình cảm và là điều tốt đẹp nhất mà cha mẹ muốn dành cho con. Theo quan niệm ngày xưa của ông bà ta thì đặt tên cho con càng xấu, càng dễ nuôi. Hay cha mẹ đặt tên cho con không được trùng với tên của người thân trong gia đình, dòng họ, tổ tiên, ông bà, họ hàng. Bởi theo phong tục, nếu đặt tên trùng với tên tổ tiên sẽ bị coi là phạm húy, không tôn trọng người bề trên. Nhưng với sự phát triển của xã hội ngày nay thì quan niệm đó cũng dần được thay đổi. Và việc đặt tên cho con cũng có những biến đổi cả về quy trình cũng như cách đặt. Như tên con phải theo phong thủy, phải có ý nghĩa đặc biệt hoặc phải thật trên và bắt tai. Thậm chí để có được cái tên độc đáo, cha mẹ đã phải kêu gọi cả cộng đồng mạng vào hỗ trợ. Ví dụ, trong trường hợp cha mẹ hành nghề luật thì đặt tên con như thế nào cho ngầu? Chắc là vẫn phải nhờ đến sự gợi ý của quý vị và các bạn. Tuy nhiên thì bên cạnh đó, việc đặt tên cho con cũng phải phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi nhờ đâu cái tên mất bao nhiêu công sức nhờ vả cộng đồng mạng, và ngầu bá trái đó khi đi làm thủ tục khai sinh lại gây ra nhiều khó khăn cho chính cha mẹ. Vậy thì trong chuyên mục ngày hôm nay, hãy cùng FDVN tìm hiểu cách đặt tên cho con thế nào để phù hợp với quy định của pháp luật và ghi lại những lưu ý dưới đây nhé. Thứ nhất, tên quyền có họ tên và cách xác định họ của con theo quy định như sau. Tại điều 26 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định cá nhân có quyền có họ tên bao gồm cả chữ đệm nếu có. Họ tên của một người được xác định theo họ tên khai sinh của người đó. Họ của cá nhân được xác định là họ của cha đẻ hoặc họ của mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha mẹ. Nếu không có thỏa thuận thì họ của con được xác định theo tập quán. Trường hợp chưa xác định được cha đẻ thì họ của con được xác định theo họ của mẹ đẻ. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo họ của người đó. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì họ của trẻ em được xác định theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người có yêu cầu đăng ký khai sinh cho trẻ em nếu trẻ em đang được người đó tạm thời nuôi dưỡng. Cha đẻ, mẹ đẻ theo quy định là cha, mẹ được xác định dựa trên sự kiện sinh đẻ nhờ người mang thai hộ với người được sinh ra từ việc mang thai hộ theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Như vậy, theo quy định của pháp luật thì cha, mẹ có thể tự thỏa thuận họ, chữ đệm, tên của con. Nếu cha, mẹ không thỏa thuận được thì sẽ xác định theo tập quán tại địa phương đăng ký khai sinh. Trường hợp cha, mẹ không có thỏa thuận hoặc không thỏa thuận được thì xác định theo tập quán nhưng phải đảm bảo họ của con phải theo họ của cha hoặc mẹ. Ngoài ra, khi đặt tên cho con, các bậc phụ huynh cũng cần phải lưu ý 5 vấn đề sau đây. Thứ nhất, tên của con phải được đặt bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam. Thứ hai, không đặt tên của con bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Thứ ba, đặt tên con không được xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định. Thứ tư, không đặt tên quá dài, khó sử dụng. Thứ năm, đặt tên cho con phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam. Như vậy, mặc dù tên của con là do cha mẹ quyết định, tuy nhiên vẫn cần phải lưu ý những vấn đề trên để phù hợp với quy định của pháp luật và tránh gặp phải những khó khăn khi thực hiện các thủ tục khai sinh cho con. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.